Anh bây giờ anh đừng nói nhiều vậy chứ. Bây giờ anh chơi không nổi là sao? Lúc đầu hay gì lúc đầu á tôi rủ anh đừng có chơi. Anh chơi giữa chừng rồi anh rút ra vậy rồi ai chịu? Rồi bây giờ thì anh chơi không nổi thì bây giờ anh rút ra thôi chứ bây giờ em ép anh quá sao được. Nếu anh phải biết tự lượng sức mình. Anh biết anh chơi không nổi thì lúc đầu á lúc em rủ anh đừng chơi. Anh chơi chi anh rút ra, rồi cái phần anh rút ra rồi ai chơi? Thì anh cũng đâu có muốn đâu, mà bây giờ thì bây giờ ép anh quá sao được. Đây bây giờ anh hết sức rồi, bây giờ anh làm gì được vợ? Giờ em ép anh nữa sao mà chơi nổi? Đàn ông đàn ơ gì có nhiêu đó chơi cũng không nổi nữa rồi không thì, biết làm gì ăn nữa. Thì lúc đầu anh cũng có hứng anh chơi mà bây giờ anh không nổi nữa thì anh rút ra thôi chứ giờ em ép anh hoài sao được. Anh nói vậy sao được, tôi tức ở đây á là thà lúc đầu anh đừng chơi, anh chơi giữa chừng rồi anh rút ra. Anh rút ra rồi cái khúc còn lại đó ai chơi vô chỗ đó cho anh. Anh biết rồi nhưng mà bây giờ dạo này si quá rồi sao mà chơi nổi cái khúc sau. Em cũng thông cảm cho anh chứ bây giờ ai cũng vậy mà đâu phải ai cũng... Không ai như anh hết chứ anh đừng nói ai cũng vậy không ai như anh. Đàn ông không ra đàn ông. Trời ơi bây giờ không nổi bây giờ ép nữa cũng sao nổi. Rồi bây giờ anh không nổi rồi ai chơi? Ai chơi khúc này đây? Bây giờ không có anh chơi thì cũng có người khác chơi. Anh nói chuyện ngộ quá à. Đúng không? Tôi thấy anh á, tôi nhìn anh tôi tưởng anh chất lượng ha. Tôi thấy anh cũng còn trẻ này kia thì tôi thấy anh có điều kiện, có chất lượng này kia anh đầy đủ đặng anh mới chơi được. Đâu phải ai tôi cũng cho chơi. Nhưng mà anh mấy... nói vậy là sao? Nhưng mà dạo này nó xì két quá, nó không nổi nữa. Bản thân tôi đâu bây phải giờ... ai muốn chơi là chơi. Ai tôi cho chơi thì người ta mới chơi được. Biết là như vậy nhưng mà dạo này nó xì két quá, nó chịu hết nổi rồi, không có chơi nổi nữa. Em phải thông cảm cho anh chứ. Thiệt á. Tôi càng nói là tôi càng tức cái bản thân tôi cứ cái lòng ngực tôi á. Bây giờ anh không nổi, bây giờ ép hoài, sao mà anh làm gì nổi đây? Thiệt á, tôi thấy anh á, là trời ơi, thấy còn ngon lành tôi mới cho chơi chứ đúng ra là dễ gì thiệt á. Trời ơi, cái gì mà chưa trò chơi chặt rồi hai đứa ra đây nói chuyện cái gì vậy trời? Đàn ông gì không ra đàn ông. Hả? Chị coi, chơi giữa chừng, rút ra, chị tức không? Trời ơi, đàn ông con trai gì mà chơi giữa chừng rút ra với anh, chơi đi sao chơi được. Rồi bây giờ giải thích giải ơi gì nói không nổi. Bây giờ thì tôi cố gắng hết nổi thì bây giờ rút ra chứ bây giờ sao mà theo nổi bây giờ. Trời ơi, ông chơi không nổi thì ông rút ra, tự nhiên chị làm sầm chi. Nhưng mà nếu như vậy thì lúc đầu đừng có chơi. Phải rồi, lúc đầu anh đừng có chơi, anh chơi làm chi mà anh rút ra, đàn ông gì kỳ cục vậy. Nhưng mà dạo này bị xì két nó si dữ lắm, bây giờ không có nổi nữa. Si rồi, thông cảm nếu đi. Nếu si thì cái lúc đầu tôi rủ đừng có chơi, phải tự biết tự lượng sức mình chứ bây giờ. Phải gọi ông, anh phải biết lượng sức anh chứ, sao mà anh chơi gì kỳ cục vậy? Chơi được không? Còn chị nữa. Trời bây giờ ơi, để tôi nói cho bà nghe nè. Anh chơi giữa chừng rút ra. Rồi tôi nói ảnh nói là lúc đầu có hứng thì chơi, bây giờ không có hứng không chơi nữa. Chưa hết đâu, ảnh còn nói là nếu ảnh không chơi thì có anh khác chơi. Phải rồi anh ơi. Cái lúc bỏ rủ anh chơi, anh nhắm chơi được thì chơi, anh chơi được thôi. Đàn ông nói một là một, hai là hai. Anh chơi giữa chừng, anh rút ra. Bây nói. Giờ anh biết là như vậy rồi, một là một, hai là hai. Nhưng mà bây giờ vậy không nổi rồi, bây giờ sao vợ? Rồi bây giờ... rồi chị ơi, anh chơi không nổi chứ, mà anh chi? Qua đây bé, chị nói cho bé nghe. Nè, anh nói vậy đúng không? Ừ. Sao chấp nhận được? Nè, anh chơi nửa chừng, rồi cái khúc lòng thòng còn lại, ai chơi chị? Hả? Phải rồi anh ơi, anh chơi cái gì mà lòng thòng vậy sao được. Anh chơi phải dứt khoát gọn gàng, người ta mới cho chơi chứ nữa chứ. Bây giờ không tin em đi hỏi hết người ta không bây giờ. Thí dụ bây giờ không nổi nữa rồi sao mà chơi tiếp nổi được. Phải nổi rồi hết đi. Chị ơi, người ta chơi không nổi thì chị cho nghỉ đi. Ép không có được, ép dầu ép mỡ ai nữa ép chơi. Bây giờ ép hoài sao mà chơi nổi mà ép. Nhưng mà ngặt một cái là tôi còn dính ở cái khúc đuôi này nè. Khúc đuôi này là bây giờ ai vô chơi. Ảnh chơi giữa chừng ảnh bỏ ai chơi. Ôi, còn dính khúc đuôi ai chơi không được. Anh phải chơi đàng hoàng nghe chưa? Anh chơi thì anh chơi cho dứt khoát chứ. Tôi anh biết chơi là đàng hoàng mà. Tại có bây giờ là ép dữ lắm mới đòi rút ra thôi chứ bây giờ không nổi mới rút ra chứ bây giờ khỏe đâu mà ai rút ra làm gì? Chưa trời chưa chặt sùm bắt nhã ngoài cửa cho vậy đứa này bay. Trời đất gì ơi gì mà cãi lộn sùm vậy? Bây giờ chú ở đây con nói chú nghe nè, chú ba. Chú ba. Chuyện gì? Chuyện lại vậy nè, chú ba đừng kể cho nghe cái anh này nè. Với chị này cứ lộn á, lạ nói anh này chơi giữa chừng rút ra. Chị này nói chơi vậy rồi khúc sau ai chơi. Rồi cứ lộn sùm hết trơn á chú ba. Trời đất ơi, mày đàn ông thanh niên gì mày chơi nó dần mày rút mày. Thì bây giờ thì chú biết rồi thì con không nổi thì con phải rút ra. Chứ bây giờ ép con nữa thì sao mà chơi nữa. Thanh niên sức dài rộng khi không nổi. Tao già tao cũng gần vất vát được mày. Mà bây giờ nói chú nghe nè. Bây giờ chú biết con rồi, bây giờ dạo này con si quá, con chơi không nổi thì bây giờ
con rút ra thôi chứ bây giờ ép con nữa là sao con chơi chú. Chú thấy đúng không chú Ba? Bây giờ không mấy chú chơi giùm con khúc sau đi chứ con đâu có chơi nổi đâu. Thôi tao tao được mày. Tao được á. Được. Ủa? Chú. Nè em bây giờ thấy được không? Bây giờ hỏi em đi. Anh thấy được không? Nói thì sao nghe được không biết. Giờ con nói chú Ba nghe nè. Thì nói chung là con nhìn chú Ba á thì con thấy nói chung cũng chất lượng đó, cũng được đó. Thì nói chung chú Ba chơi cũng được chứ không gì hết trơn á. Thì chú Ba chơi được mà sao không được. Phải chi chơi á là chơi ngay từ khúc đầu. Nó mới có hứng để chơi cái khúc từ cái khúc dạo đầu cái khúc mở màn luôn. Còn bây giờ mày chơi giữa chừng vậy rồi chú Ba nhào vô chơi. Đúng rồi chú Ba ơi, chơi vậy đâu có hứng đâu chú Ba. Chơi là phải chơi ngay từ đầu mình có hứng được nghe chú Ba. Còn anh mày, nữa anh phải chơi á, chơi là từ đầu tới cuối tới hết luôn. Tự nhiên anh chơi giữa chừng anh rút ra sao được. Giờ... gặp chồng tôi hay gặp chồng con á chú Ba, gặp chồng em ha. Em ha, nghỉ chơi với nó rồi đuổi nó đi luôn trời đất ơi. Được. Để sao chơi giữa chừng rút ra. Chứ bây giờ nè, kinh tế khó khăn nè, làm ăn không có tiền nè, bây giờ hụi đóng không nổi thì tao rút ra thôi chứ bây giờ ép người ta chơi nữa thì sao tao chơi. Anh đừng có chơi. Bây giờ cái này làm quá, bây giờ sao mà chơi cho được. Ủa anh ơi, anh nói chơi gì à? Thế chơi hụi gì? Chú Ba, chơi hụi. Ủa, nãy giờ là chơi hụi. Chơi hụi. Nè, tôi nói hai người tức không? Chứ bây giờ... lúc đầu nhắm mình cảm thấy không có khả năng thì mình đừng chơi. Tôi thấy tướng tá ảnh cũng còn ngon lành, trai tráng bảnh bổ. Ngon là phải ngon rồi. Một tháng phải có chứ, thì chơi một chân hụi bao nhiêu đâu. Thì tôi mới rủ anh chơi, ảnh chơi từ đầu tới khúc này là nửa chân hụi rồi. Nhưng mà bây giờ không có tiền đóng nữa, bây giờ cho người ta rút ra để người ta làm chuyện khác. Nãy giờ là chơi hụi đó hả? Vậy cho bà nghĩ chơi gì? Quá trời mắc cỡ rồi, tụng đâu chơi... Chơi gì bà nội? Thôi, ở đây làm gì làm đi, chơi hụi tôi không có biết à nha, tôi đi về à. Nó, chú, bây giờ chú thấy vậy coi được không? Nãy giờ chú nghĩ gì chú Ba? Hả? Trời ơi, chú nghĩ gì đâu. Cái mặt ông tôi nghi lắm, mặt ông nhìn gian lắm chú Ba. Gian đâu gian? Vậy chứ nãy giờ chú nghĩ gì? Chú biết tụi bay chơi hụi rồi, nên chú về giỡn vậy thôi. Nó, chú thấy là đúng không? Bây giờ chơi không nổi thì bây giờ cho người ta rút ra thôi, bây giờ nè. Nhưng mà cái phần còn lại rút ra ai chơi? Nè, bây giờ nè, con chú Ba nè, chú thôi, Ba không chơi. Thôi. Bây giờ chú không có điều kiện nè. Để chú thôi chú chơi cho. Nó. Có gì đó thiếu gì người chơi. Màn sớm láng giềng không mà gãi âm sầm. Tao đang nghỉ trưa trong đó. Tao nghe âm sầm bát nhã tưởng cái gì. Nó. Con dám chơi được không chơi được thì chú chơi thế cho. Vậy là giờ ba mặt một lời nè. Ừ. Đó, bây giờ là khúc sau để chú chơi đi. Là bây giờ khúc đầu của anh. À, khúc đầu đó. Bây giờ về ra cái khúc đó cho tôi đi. Bây giờ tôi coi kẹt làm chuyện khác nữa chứ à, đâu mà giờ trừ nhiều đó trừ. Chú chơi được. Rồi con biết chú Ba uy tín rồi. Con nhìn chú Ba là con thấy có chất lượng rồi đó. Thôi bây giờ nói chung hàng xóm láng giềng nhau mà. Thì có vậy không la lối âm sầm ảnh hưởng an ninh trật tự khu phố. Chú cũng là tổ trưởng ở đây mà chú nghe chú đâu có được. Đó. Vậy là bây giờ cái phần này là con tính chú Ba. À. Coi như chú Ba chơi từ đầu đi. Còn cái khúc giữa đó là chú Ba tính với tính với Nghĩa không? Đi. Rồi. Tính với anh Nghĩa giùm con. Để tính cho cái gì vậy đi. Rồi là chú Ba coi như là chú Ba chơi từ đầu tới đích luôn nghe chú Ba. Chú Ba không có rút ra giữa chừng nữa nghe. Không có à, chú Ba không có vậy à. Chú Ba chơi là phải chơi cho tới à. Rồi. Rồi. Chú Ba. Ừ. Ta uy tín. Thôi bây giờ hai đứa rồi, thôi. Ai với anh thì tôi nhìn lầm không luôn. Thôi cãi nhau làm gì đó thôi, hai đứa bắt tay đi rồi chú Ba chơi cho. Có gì đâu mà để ảnh hưởng khu phố. Rồi vậy nghe, nè. Rồi tôi về. Vậy thôi, về thôi, về. Vậy thôi. Con không có chơi chứ. Con chơi mới vậy được chứ. Nhiều đó rồi.